Xin chào bạn, hôm nay thì mình mới về thêm được 4 kiện hàng nữa các bạn. Thì trong này nó có hai nồi cơm và hai cái máy lọc nước ion kiềm nhé các bạn. Thì hai nồi cơm này đều là nồi dung tích 1 lít. Đấy, thì cũng thuộc ở phân khúc gọi là cao cấp của các hãng. Đây là Toshiba vuông. Đấy, đây là phân khúc cận cao cấp của Toshiba. Còn đây là Panasonic áp suất điện tử buồm. Đây là phân khúc cao cấp của Pana nhé các bạn. Đấy, rồi mình vào chi tiết. Kiện số 1. Đây là kiện nồi cơm đấy các bạn này. Rồi là tô vuông đấy các bạn. Cái này là năm sản xuất, này khá là cao nhé các bạn. Cái này mình phải xem ở dưới. Năm 2017 nhé các bạn. Cái này sản xuất năm 2017. Đấy. Này thì còn rất là đẹp nhé các bạn. Đây. Doang rồi vung rồi rất là đẹp, son cũng vậy nhé các bạn. Đấy. Cái này là vết ố thôi các bạn, không sao cả. Rất là sạch, rất đẹp luôn các bạn. Tô vuông. Đây là nồi cao tần áp suất hút chân không. Đấy. Để mình rồi, để mình sẽ bạn ưng mẫu nào thì các bạn cứ chụp ảnh màn hình lại rồi mình sẽ gửi video cũng như chụp ảnh chi tiết rồi cũng như là báo thử nấu cơm thử và nấu nước thử gửi cho các bạn luôn. Các bạn yên tâm nhé. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 2,8 triệu nhé các bạn. Nồi tua vuông, mã nồi RC10VSVSL. Đấy, tức là nồi dung tích 1 lít ấy, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn. Đấy, rồi, thì nồi này mình bán giá là 2,8 triệu, bạn nào ưng thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, tiếp tục mẫu nồi, đây là nồi Pana áp suất điện tử bù ẩm. Đấy, cũng 1 lít luôn nhé các bạn. Đây, này, vùng doang rất là đẹp nhé các bạn. Đấy, rất là sáng luôn. Đây, son đây. Kim tuyến còn óng ánh luôn nhé các bạn. Đáy nồi không có chảy nhiều gì. Son lỗ này thì nó kết hợp với áp suất điện tử này các bạn này. Đấy, nó khi mà cơm các bạn sôi ấy thì nó tạo ra bóng hơi để nó đảo gạo cho các bạn luôn. Đây là nồi cao tần áp suất điện tử công nghệ phun hơi nước. Thì các bạn nhớ chú ý là bỏ 2/3 cốc nước vào đây nhé, để cơm của các bạn chuyển vào chế độ hâm, nó sẽ bảo quản cơm cho các bạn lâu hơn. Rồi, mỗi nồi này mình đang bán mức giá là 3,5 triệu nhé các bạn. Rồi, tiếp tục là kiện số 3 là máy lọc ion kiềm. Đây là máy chim neo các bạn. Đấy, chim neo. Rồi, thì mình cũng nói thật với các bạn là mình máy ion kiềm mình cũng không có hiểu biết gì nhiều, mình chỉ biết rằng nó tạo ra những cái ion kiềm phân tử nước, nó chia cái phân tử nước nó nhỏ, nó tốt cho sức khỏe. Nó lợi cho sức khỏe thôi. Đấy, rồi các bạn cứ tìm hiểu cái gọi là cái công nghệ ion kiềm nhé các bạn. Đấy, gọi là điện giải đấy các bạn. Đấy, thì cái đây là cái mẫu này mình đang bán mức giá là 8,5 triệu nhé các bạn. Đấy, cái này là lõi mới luôn các bạn. Lõi là lõi mới luôn nhé. Đây, rồi tiếp tục là cái kiện số 4. Đây là mẫu Panasonic. Cái này thì là lõi người ta dùng rồi, nhưng mà người ta mới dùng có khoảng 500 lít đấy các bạn, hơn 500 lít. Người ta mới dùng hơn trên 500 lít thôi. Đây, mình ghim cho các bạn xem nhé. Cái này là loại mới, còn cái này là loại đây. Đấy, người ta mới dùng tính ra có 506 lít nhé các bạn. Đấy, còn rất là mới luôn. Đây, đấy. Loại này 12.000 lít. Đấy, thì cái này mình đang bán với giá là 4,5 triệu nhé các bạn. Thì bạn nào qua đây, bạn nào ưng mẫu nào thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.